Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Saint Petersburg củng cố thúc đẩy quan hệ hợp tác. Đại hội lần thứ 6 Đảng bộ bộ phận Odessa phát huy giá trị và hiệu quả vai trò trong đời sống cộng đồng. Doanh nghiệp Việt Nam tham gia tuần lễ công nghệ thông tin mùa xuân, một hội chợ công nghệ thường niên lớn nhất tại Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, nhận lời mời của ngài Miloš Zeman, Tổng thống nước Cộng hòa Séc, ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Séc từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 5 vừa qua. Sau đây sẽ là tổng hợp một số hoạt động mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự trong thời gian ở Cộng hòa Séc, đặc biệt là các hoạt động thăm hỏi cộng đồng người Việt tại đây. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu nhà nước đã đến thăm trung tâm thương mại Saha ở thủ đô Praha. Ông Hoàng Đình Thắng, đại diện cộng đồng người Việt tại Séc và châu Âu, đã báo cáo với chủ tịch nước về đời sống và hoạt động của kiều bào. Nhiều bà con đã bày tỏ sự quan tâm đến tình hình kinh tế xã hội trong nước và chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói chuyện cũng như trả lời 17 vấn đề quan tâm của bà con trong cuộc gặp này như đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống tham nhũng, chính sách thu hút sử dụng nguồn lực chất xám của người Việt ở nước ngoài. Kiến nghị với nhà nước xem xét tháo gỡ một số thủ tục về quốc tịch, hỗ trợ việc gìn giữ và phát triển văn hóa Việt ở nước ngoài. Ngày 12 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật các giáo sư, chuyên gia người Séc, những người đã có đóng góp quý báu cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam trước đây, cũng như công cuộc phát triển đất nước Việt Nam ngày nay. Chủ tịch nước tin tưởng rằng, bằng những tình cảm gắn bó sâu đậm với Việt Nam và lòng nhiệt huyết của mình, các giáo sư chuyên gia sẽ tiếp tục ủng hộ, đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ Việt Nam và Séc. Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự lễ khai mạc Năm Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Séc do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức, với sự hiện diện đông đảo của cộng đồng người Việt và các bạn bè Séc. Chương trình biểu diễn văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ tới từ Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người Việt, niềm tự hào về văn hóa dân tộc cũng như các bạn Séc về nền văn hóa phong phú của Việt Nam. Vào chiều ngày 12 tháng 5, tại trụ sở Nghị viện châu Âu thành phố Bruxelles, Vương quốc Bỉ, đoàn Ủy ban Đối ngoại Quốc hội do ông Ngô Đức Mạnh dẫn đầu đã gặp và làm việc với ông Berlange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, với nội dung về quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Tại buổi gặp, ông Berlange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, đánh giá cao những thành tựu về kinh tế xã hội mà Việt Nam đã đạt được và cho rằng Việt Nam đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quan hệ quốc tế khi được cả Mỹ, Nga và Trung Quốc quan tâm. Về quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU, ông Berlange cho biết Nghị viện châu Âu luôn có một ủy ban theo dõi đánh giá kết quả từng vòng đàm phán. Và theo ông Berlange, vòng đàm phán 12 mới đây tại Hà Nội đã đạt được những bước tiến khi hai bên đã thu hẹp được đáng kể khoảng cách trong nhiều nội dung, còn lại về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư và mua sắm của chính phủ cũng tiếp tục thảo luận chi tiết bản chào mở cửa thị trường. Ông Berlange tin tưởng rằng với những nỗ lực của cả hai bên thì hiệp định sẽ sớm được ký kết. Từ 11 đến 13 tháng 5, đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dẫn đầu đã thăm và làm việc tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga. Chuyến thăm diễn ra vào dịp hai thành phố kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa hai trung tâm phát triển năng động này. Ông Lê Hoàng Quân đã có cuộc hội đàm với thống đốc thành phố Saint Petersburg Georgi Polachenko và Chủ tịch Hội đồng lập pháp thành phố Saint Petersburg Vyacheslav Makarov. Tại các cuộc hội đàm, hai bên đã kiểm điểm lại quá trình 10 năm thiết lập quan hệ và nhấn mạnh thành phố Hồ Chí Minh và Saint Petersburg là hai trung tâm phát triển năng động nhất. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai thành phố, nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại, còn chưa xứng với mong muốn và tiềm năng của cả hai bên. Hiện kim ngạch thương mại song phương chỉ đạt trên 300 triệu USD. Với thế mạnh về du lịch, công nghiệp nhẹ, chế biến hải sản, phân bón, sản xuất dược phẩm, thành phố Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Saint Petersburg qua các dự án cụ thể
cùng đóng góp để kim ngạch thương mại hai nước vào năm 2020 đạt 2 tỷ USD như mục tiêu thỏa thuận giữa hai chính phủ. Chúng tôi trao đổi với nhau là cái tiềm năng hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Saint Petersburg còn nhiều cái lĩnh vực hợp tác, trong đó là trong cái lĩnh vực kinh tế, trong lĩnh vực giáo dục, trong lĩnh vực y tế, kể cả trong cái lĩnh vực là du lịch. Thì có thể nói rằng chuyến thăm làm việc lần này có ý nghĩa hết sức là quan trọng. Saint Petersburg sẵn sàng hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực du lịch, đóng tàu cánh ngầm chở khách thế hệ mới, y tế, giáo dục. Thống đốc Kontatchenko bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Saint Petersburg và hỗ trợ Tổng công ty du lịch Sài Gòn Tourist triển khai các dự án du lịch tại đây. Chúng tôi được biết Tổng công ty nhà nước Sài Gòn Tourist kinh doanh rất có hiệu quả ở Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng bàn về các dự án hợp tác cụ thể phát triển ngành du lịch, trong đó có việc sẵn sàng tiếp nhận đề nghị của họ về việc thiết lập mạng lưới khách sạn tại thành phố Saint Petersburg. Tổng công ty Sài Gòn Tourist đang có kế hoạch triển khai một dự án du lịch tại đây nhằm thu hút khách du lịch Việt Nam và Nga, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tại đây, nơi hàng năm có hàng triệu du khách đến từ Nga và các quốc gia trên thế giới. Hiện nay chúng tôi cũng đang tìm cơ hội để làm sao có được cái hợp tác về vấn đề phát triển về khách sạn cũng như nhà hàng tại Saint Petersburg, vì thành phố kết nghĩa giữa thành phố Hồ Chí Minh và Saint Petersburg thì đây là cái tiềm năng rất lớn để mà chúng ta phát triển. Tại buổi làm việc với ông Vyacheslav Makarov, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg, hai bên nhấn mạnh mối quan hệ, tình cảm đặc biệt giữa Việt Nam, Liên bang Nga qua 65 năm vẫn không ngừng được củng cố, tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng với nhân dân cả nước tiếp tục vun đắp tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển đặc biệt giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Ngày 9 tháng 5, tại Văn phòng Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa, Đảng Bộ Bộ phận Odessa đã tổ chức thành công đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có ông Nguyễn Minh Chí, Bí thư Đảng ủy Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ukraine, cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine. Báo cáo tổng kết hoạt động của Đảng Bộ Bộ phận Odessa nhiệm kỳ 2010-2015 nêu rõ, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Bộ, Cộng đồng Người Việt Nam tỉnh Odessa tiếp tục duy trì ổn định, đoàn kết, tương trợ cùng phát triển. Các đảng viên trong Đảng Bộ được tín nhiệm phân công giữ các chức vụ chủ chốt trong cộng đồng đã giúp cho những chủ trương của Đảng Bộ đi vào thực tế đời sống, phát huy được giá trị và hiệu quả đối với sự phát triển chung của toàn cộng đồng. Bên cạnh đó, toàn Đảng Bộ quyết tâm giữ vững đoàn kết trong sạch vững mạnh, cùng bà con cộng đồng bám trụ vượt qua giai đoạn khủng hoảng khó khăn hiện nay. Tuần lễ công nghệ thông tin mùa xuân năm 2015 của Nhật Bản đã khai mạc vào ngày 13 tháng 5 tại nhà triển lãm Tokyo. Đây là hội chợ công nghệ thông tin thường niên lớn nhất của Nhật Bản, thu hút sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ thông tin trên khắp thế giới. Năm nay có 16 doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ. Phóng sự của nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Các doanh nghiệp Việt Nam được chọn tham gia hội chợ lần này đều là những doanh nghiệp đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc về doanh thu từ thị trường Nhật Bản. Các doanh nghiệp Việt Nam kỳ vọng sẽ tìm thêm được những khách hàng tiềm năng tại hội chợ. Chúng tôi đã phát triển được 7 năm và toàn bộ các khách hàng của chúng tôi đều là khách hàng Nhật. Với tổng số là 14 nhân viên có thể nói được tiếng Nhật trong tổng số 95 nhân viên công ty. Đấy, thì chúng tôi đang dự định là trong 1 đến 2 năm tới sẽ tăng cái tỷ lệ nhân viên nói được tiếng Nhật lên khoảng 30%. Thị trường công nghệ thông tin Nhật Bản có quy mô lên đến 130 tỷ đô la, lớn thứ 2 sau Mỹ. Sự thiếu hụt nhân lực trong ngành công nghệ thông tin đang buộc các doanh nghiệp Nhật Bản đưa nhiều hợp đồng gia công phần mềm ra nước ngoài, trong đó Việt Nam nổi lên là điểm đến được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên cho đến nay, các công ty Việt Nam mới chiếm thị phần nhỏ bé là 4% thị trường gia công ngoài từ Nhật Bản. Để mà xây dựng được cái lực lượng kỹ sư cầu nối làm việc giữa Việt Nam và Nhật thì nó đòi hỏi yếu tố, một là cái khả năng công nghệ, cái khả năng hiểu yêu cầu của khách hàng cộng với cả cái khả năng về ngôn ngữ tiếng Nhật, và cả hai cái đấy thì đều rất là mất thời gian. Thông thường một kỹ sư cầu nối của chúng tôi để đáp ứng được yêu cầu công việc một cách tối thiểu thì các bạn phải có được cái năng lực công nghệ cũng như là năng lực tiếng Nhật tối thiểu ở mức độ cỡ khoảng từ 3 đến 5 năm. Thế còn để mà đạt được một cái mức độ làm việc tương đối gần với tiêu chuẩn của Nhật thì cái kỹ sư cầu nối như vậy chắc yêu cầu cái mức độ kinh nghiệm phải là từ 8 đến 10 năm.
Một vài doanh nghiệp lớn trong ngành công nghệ thông tin Việt Nam đã có chiến lược lâu dài nhằm xây dựng đội ngũ kỹ sư phần mềm thành thạo tiếng Nhật. Mục tiêu là cho đến năm 2018 thì chúng tôi sẽ đào tạo được 10.000 kỹ sư. Chúng tôi thực sự muốn tạo ra một lực lượng IT giỏi tiếng Nhật để làm thay đổi cái hình ảnh về ngành IT Việt Nam trong mắt các khách hàng người Nhật. Tuần lễ công nghệ thông tin mùa xuân 2015 tại Nhật Bản sẽ kéo dài cho đến ngày 15 tháng 5. Thị trường công nghệ thông tin Nhật Bản là một trong những thị trường lớn nhất thế giới và đang tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho Việt Nam. Tuy nhiên, việc thiếu một số lượng lớn các kỹ sư phần mềm Việt Nam có khả năng nói tiếng Nhật tốt đang làm chậm đà tiếp nhận các đơn hàng từ phía Nhật Bản và gây trở ngại cho hợp tác giữa hai bên. Đức Cường, phóng viên thực trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Và vào tháng 6 tới thì tại Nhật Bản, một lễ hội Việt Nam sẽ được tổ chức. Đây là thông tin mà ban tổ chức vừa mới công bố. Theo công bố của ban tổ chức, lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản năm 2015 sẽ được tổ chức trong 2 ngày từ 13 cho đến 14 tháng 6 tại quảng trường sự kiện trong công viên Yoyogi ở trung tâm thủ đô Tokyo. Ngoài 50 gian hàng ẩm thực, 30 gian hàng giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của hai nước, công chúng đến với lễ hội sẽ được thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như là rối nước, thời trang áo dài, ca nhạc do các nghệ sĩ của hai nước biểu diễn. Và tiếp theo là thông tin về Liên hoan phim Cannes lần thứ 68. Liên hoan phim Cannes lần thứ 68 đã chính thức được khai mạc vào ngày 13 tháng 5 tại thành phố Cannes xinh đẹp miền Nam nước Pháp, quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong nền điện ảnh thế giới. 19 tác phẩm điện ảnh sẽ tham gia trao giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 68 đã tôn vinh huyền thoại điện ảnh Hollywood Ingrid Bergman, từng thủ vai chính trong bộ phim kinh điển Casablanca nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bà. Bộ phim Việt Nam Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sẽ được chính thức giới thiệu trong khuôn khổ hoạt động của Liên hoan phim Cannes lần thứ 68. Liên hoan phim Cannes lần thứ 68 sẽ kéo dài cho đến hết tối ngày 24 tháng 5, cũng là thời điểm diễn ra lễ trao giải vinh danh bộ phim xuất sắc nhất, đoạt giải Cành Cọ Vàng, cũng như là giải cho đạo diễn, diễn viên chính xuất sắc nhất. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại theo địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.